Và bên trang trại chú sẽ có đội ngũ kỹ thuật luôn luôn đồng hành với bà con trong quá trình chăn nuôi. Tại sao mà chú lại nói là trang trại chú là phải có người chăn nuôi với bà con? Đấy. Chính vì bà con chăn nuôi có những con thực phẩm bán ra thì trang trại chú sẽ ký kết cái hợp đồng bao tiêu lâu dài cho bà con là từ 10 năm đến 15 năm. Đấy, vì bà con chăn nuôi ấy, thì bà con được 10 thì trang trại chú cũng được 2. Và đặc biệt trang trại chú là sẽ có tất cả các giấy tờ nguồn gốc xuất xứ con giống cũng như hóa đơn chứng từ mã số trang trại cho bà con hợp pháp để về chăn nuôi cháu ạ. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Như quý bà con cũng đã biết, Làm Giàu Cùng Chuyên Gia là kênh chuyên tìm hiểu, chia sẻ và kết nối bà con đến những mô hình chăn nuôi hiệu quả cao trên cả nước. Và trong suốt thời gian qua thì bà con đang tìm kiếm một giống vật nuôi, dễ chăm sóc. Bà con đang tìm kiếm một giống vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thì con John đây là một giống vật nuôi là sự lựa chọn ưu tiên số 1 của bà con hiện nay. Và xin giới thiệu với bà con, bên cạnh tôi đây là chú Hiếu, là người với 19-20 năm kinh nghiệm trong ngành chăn nuôi và phát triển cái con John này. Thì hôm nay chú Hiếu đang có mặt tại trang trại chăn nuôi của mình có địa chỉ tại ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh để chia sẻ giúp bà con mình tìm hiểu kỹ hơn về cái con John này ạ. Cháu chào chú ạ. Chú xin chào cháu. Xin chào toàn thể quý bà con trên cả nước. Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Hiếu, là chủ trang trại chăn nuôi cả giống động vật hoang dã điển hình như con John mà bà con đang nhìn trực tiếp của trang trại tôi. Dạ, chú Hiếu ơi, như cái con John này thì như cháu được biết thì là nó là cái con vật nuôi rất là dễ chăn nuôi, dễ chăm sóc và nói không với dịch bệnh. Thì không biết là sự thật có phải là như thế không chú? Đúng rồi cháu, đối với con John này nó là giống động vật hoang dã nên chính vì thế để mà nói mà là cái sức đề kháng của nó rất là khỏe và tốt. Bản thân chú ấy, chăn nuôi đến nay cũng đã được 19 năm rồi cháu ạ. Thì chú chưa gặp cái dịch của nó bao giờ. Dạ. Vậy thì chú Hiếu ơi, như cái con John này thì cháu thấy là chuồng trại mà chú đang làm để chăn nuôi con John thì nó khá là đơn giản. Thì chú có thể chia sẻ về cái cách thức làm chuồng trại để mình chăn nuôi con John này không chú? Đối với cái con John này thì cháu nhìn này, cái chuồng trại của nó thì rất là đơn giản. Dạ. Như cái chuồng trại chú đang làm đây thì để mà bà con bắt tay vào chăn nuôi thì nó còn phải tùy theo cái địa hình của nhà bà con. Dạ. Đấy, thì nó có rất nhiều kiểu chuồng để mà làm, kể cả mình xây bằng gạch hoặc là mình làm bằng tấm gỗ cũng được cháu ạ. Dạ. Thì như chú đây là chú đang hàn bằng cái tấm lưới sắt đây, thì cái chuồng này làm thì nó cũng rất là đơn giản cháu ạ. Dạ, như vậy thì khi mà mình làm chuồng cho nó thì cái điều kiện môi trường sống của nó thì mình có cần phải đảm bảo cái điều gì không ạ? Thực chất về cái chuồng trại của con này nó làm rất là đơn giản ạ. Quan trọng nhất là làm sao nó tránh cái ánh nắng rọi trực tiếp cũng như cái mưa rọi trực tiếp vào nó thoáng mát một chút là được cháu ạ. Cái thứ hai nữa là mình làm sao giữ được cái nhiệt độ cho nó mát mát một chút, là nó nóng quá ấy. Thí dụ như cái ngày nào thời tiết nóng quá mình có thể dùng cái quạt trần mình quạt cho nó là xong cháu ạ, nên nó không cầu kỳ lắm về cái chuồng trại để chăn nuôi con này. Dạ, như ở đây cháu thấy thì cái khuân chuồng của mình rất là nhỏ nhưng mà chú đã có thể chăn nuôi được 3 cá thể John rồi, thì không biết là cái kích thước tiêu chuẩn của con John này để chăn nuôi thì là nó khoảng bao nhiêu thì có thể chăn nuôi được khoảng một cặp hả chú? Đối với cái tại sao mà chú làm cái ô chuồng kiểu như thế này đấy, dạ. Là khi chú đang ghép tập thể cho nó là một con đực hai con cái thì chú sẽ ngăn làm ba ô. Đấy, cái dạ. Thứ nhất là chiều dài của nó là 2 mét, chiều rộng là 1 mét, thì là chú ngăn ra là chú lấy cái viên gạch chú đặt vào khi con dạ. cái mình lấy giống đấy thì mình thả con đực sang, khi nó được rục rồi thì mình chỉ cần nhét viên gạch xuống là xong cháu ạ. Dạ, có nghĩa là 2 mét này mình chia làm 3 ô, vậy đúng là rồi. Với mỗi một con thì mình có thể là chỉ cần 70 phân vuông như thế này là mình đã có thể chăn nuôi được một cá thể do rồi đúng không ạ? Cháu ạ. Dạ, và khi mà bước chân vào trang trại của chú Hiếu thì cháu thấy là cái trang trại của chú quy mô rất là rộng lớn, gần như là một trong số những trang trại mà rất là lớn hiện nay trên cả nước. Nhưng mà thực tế thì nó rất là sạch sẽ và nó không có mùi. Thì không biết là cái khâu xử lý vệ sinh của chú thì nó như thế nào vậy ạ? Chú cũng không có xử lý bất cứ một cái gì hết. Vì cái con John này nó là giống động vật hoang dã thì cháu biết rồi, nó không như con lợn, con gà mà nó bẩn thỉu, ô nhiễm môi trường. Đấy, nên chính vì thế mà cháu nhìn này, nó ăn thì ăn vào hoa quả bằng cháo, mà cái chất thải của nó ra thì rất là ít. Nên chính vì thế là nó rất sạch sẽ, nó không có ảnh hưởng trực tiếp cái vệ sinh môi trường cho đến bản thân mình cũng như bà con lân cận. Như chú cũng vừa chia sẻ với cháu với toàn thể quý bà con này, bà con làm cái kiểu chuồng nào cũng được, bất cứ bằng cái vật liệu nào cũng được, nhưng bà con cần phải lưu ý, mình làm ấy thì mình nên làm cái chuồng nó cách mặt đất tầm khoảng 5 đến 60 phân. Lý do tại sao mình lại phải làm cách lên, thứ nhất là nó lấy cái độ thoáng, cái thứ hai nữa là khi mình vệ sinh cho con vật này thì nó rất là dễ. Như trang trại chú, cháu có thể nhìn chú giải bằng chấu này hoặc bằng mùn cưa,
Đấy. Và như bà con ấy mà chăn nuôi có cái chuồng lợn hoặc chuồng gà cũng như là cái nhà bỏ trống ấy, thì bà con có thể tận dụng cái xịt rửa, bà con xịt để cho nó cái phân chất thải của nó xuống ao cho con cá nó ăn, cũng rất là một cái mô hình rất là tốt cháu ạ. Dạ, như vậy là ví dụ như là mình có thể sử dụng xử lý phân thải của con này theo hình thức của trang trại chú Hiếu như là giải chấu hoặc là mùn cưa, hoặc là mình có thể là xịt rửa nó hàng ngày cũng được đúng không ạ? Được cháu. Dạ, như vậy thì cháu thấy là làm cái mô hình như chăn nuôi con giòn này thì nó rất là sạch sẽ, rất là thoáng mát và là gần như là nó không gây ảnh hưởng gì đến cái môi trường sống xung quanh của mình, và cái nó không phát ra tiếng ồn. Chính vì thế nên là bà con hoàn toàn có thể chăn nuôi được tại hộ gia đình và chăn nuôi được tại khu đông dân cư nữa đúng không ạ? Dạ. Vậy chú Hiếu, như cái con giòn này thì cháu được biết là nó là cái giống vật nuôi, cái nguồn thức ăn của nó rất là phong phú và đa dạng, thì không biết là nó ăn được những cái thức ăn là gì và mình cần tránh những cái thức ăn gì không ạ? Đối với cái con giòn này thì để mà nói nó ăn tất cả các loại rau củ quả cháu ạ. Thí dụ như là củ khoai lang, củ cà rốt, rồi nắm rau muống, nắm rau lang, quả bí, nó ăn tất cả. Nên là về cái nguồn thức ăn của nó thì hầu như mình rất là dễ kiếm, không có gì phải phụ thuộc đến thức ăn. Như bên trang trại chú là cứ buổi sáng là chú cho ăn tất cả các loại rau củ quả, và buổi chiều tối là chú cho ăn thêm cháo cháu ạ. Dạ, khi mà bà con mình thoạt nhìn cái con giòn này thì sẽ hình dung đến với con nhím, vì là trong cái ngoại hình của nó cũng khá là giống với con nhím. Và cái con nhím thì như bà con mình cũng biết là trọng lượng của nó khá là lớn và cái thức ăn của nó cũng rất là đa dạng, nhưng ngược lại là nó ăn rất là nhiều. Thì không biết là như con giòn này thì nó ăn có nhiều như con nhím không chú? Như bà con mình ấy mà chưa chăn nuôi con giòn này thì cứ tưởng nó là con nhím, nhưng thực chất là con này nó khác ở con nhím này là nó có đuôi cháu ạ, và cái lông của nó rất là mềm, và đặc biệt về cái thức ăn của nó lại rất là ít. Thí dụ như là buổi sáng mình có nghĩa là cho nó có nghĩa là chỉ tầm khoảng một củ khoai lang đấy, hoặc là một vài quả chuối và nắm rau lang, nắm rau muống cũng là xong một bữa ăn của nó, và chiều tối đến thì chú cho nó ăn thêm một bát con cháo cháu ạ. Dạ, vậy là cái lượng thức ăn mà cái con giòn này nó tiêu thụ một ngày rất là ít đúng không chú? Đúng rồi cháu. Dạ, vậy thì khi mà mình cho nó ăn thì cái nguồn thức ăn này mình khi mà mình cho nó ăn thì mình có cần xử lý hay là mình có cần phải đảm bảo những cái điều kiện gì không ạ? Có chứ cháu. Khi mình chăn nuôi cái con này đấy thì cái quan trọng nhất vẫn là cái nguồn thức ăn cho nó. Dạ. Thì mình phải đảm bảo cho nó làm sao nó sạch sẽ. Với cái hoa quả mình cho ăn đừng để nó dập nát, cũng như cháo này mình cho ăn nó lượng vừa phải thôi. Đặc biệt với cái bà con miền Tây mình thì thời tiết nó nắng đấy thì mình nên cho nó ăn vừa đủ thôi, mình không nên đổ cho nó nhiều quá, khi nhiều quá thì nó thừa nó dẫn đến ô thiu thì nó sẽ không tốt cho con giống khi nó ăn phải cháu ạ. Dạ, vậy thì như cái con giòn này thì hiện nay cháu được biết là chú Hiếu cũng đã cung cấp và hỗ trợ rất là nhiều bà con mình chăn nuôi rồi, thì không biết là để mà sàng lọc được những cái con giống chất lượng thì mình có cái tiêu chuẩn nào không chú? Đặc biệt đối với con giống này đấy, khi mình sàng lọc ấy nó sinh sản ra được 3 tháng thì mình phải xem con nào là nó khỏe mạnh hay không nào. Đấy, nó có bị khuyết tật hay không. Đấy, thì sau đó là đến 5-7 tháng thì mình xem cái con đực, xem cái hạt kê của nó thế nào. Và cái thứ hai nữa mình xem đối với con cái, xem cái hàng ti của nó và cái hoa của nó, xem nó có đầy đủ bộ phận sinh dục hay không. Đấy, thì lúc đó mình lại tiếp tục mình sàng lọc. Và khi nó cũng như là bước vào sinh sản một lứa thì lúc đó mình lại tiếp tục mình sàng lọc là xem con này nó sinh sản được bao nhiêu con. Và cái thứ hai là nó sinh sản ra nó có đủ cái lượng sữa cho con nó bú hay không. Nên chính vì thế là nó phải sinh sản được 1-2 lứa thì chú mới khẳng định được là cái cặp giống này nó sinh sản có tốt hay không, và nó có đủ để nuôi con nó hay không. Dạ. Vậy chú Hiếu ơi, chú sàng lọc con giống từ khi còn rất là nhỏ tuổi như thế, vậy thì khi mà xuất bán con giống, cung cấp con giống cho bà con thì chú cung cấp ở những cái lứa tuổi nào và giá giống nó như thế nào ạ? Như cái cung cấp con giống cho bà con chăn nuôi thì trang trại chú là nó có tất cả các lứa tuổi từ 3 tháng đến hậu bị, rồi bố mẹ sinh sản 1-2 lứa. Và nói chung là bà con mua cái loại nào thì chú sẽ bán cái loại đó cho bà con. Đấy. Và cái lứa tuổi của nó thì chú đang bán là với cái giá dao động từ 6 triệu đến 21 triệu một cặp cháu ạ. Dạ, có nghĩa là cái con giòn này thì chú cung cấp con giống cho bà con là rất là nhiều lứa tuổi. Đúng và rồi. Từ 6 triệu đồng trở lên là bà con đã có thể mua được một cặp, một con đực và một con cái để về mình chăn nuôi rồi đúng không ạ? Đúng rồi cháu. Dạ, vậy thì không biết là khi bà con, với những bà con là người mới rất là muốn chăn nuôi cái con giòn này để làm kinh tế, vì thực tế thì có rất là nhiều bà con mình chăn nuôi con giòn này cũng biết rồi, cái hiệu quả kinh tế từ con giòn này nó mang về bằng thật, cái hiệu quả nó mang lại đâu đấy nó cũng vào 30-35 triệu đồng một trên một đầu con. Khi mà cháu nghe rất là nhiều bà con mình chia sẻ rồi, và cái hiệu quả này thì gần như là rất là ít những cái con vật nuôi hiện nay nó có được. Chính vì thế nên là mà với cái hiệu quả kinh tế cao như thế
thì chắc chắn là khi mà bà con bắt tay vào chăn nuôi thì bà con sẽ phải lựa chọn thật kỹ, cũng như là phải tìm đến những cái trang trại đã có nhiều năm kinh nghiệm như trang trại của chú Hiếu đây, để bà con lựa chọn tin tưởng để bắt con giống và chăn nuôi. Vậy thì với những bà con là người mới thì chú có lưu ý gì dành cho bà con không ạ? Đối với bà con là những người mới đấy, muốn bắt tay tìm hiểu chuyển từ cái chăn nuôi con động vật thông thường sang chăn nuôi cái con giò này, thì cái điều lưu ý thứ nhất mà chú xin chia sẻ với bà con này, mình phải đến trực tiếp trang trại, không cái gì bằng mắt thấy tay sờ, và mình phải đến trực tiếp trang trại để xem cái trang trại này có to lớn hay không, và cái kinh nghiệm của người ta đã chăn nuôi được nhiều năm hay chưa. Chính vì thế là bà con phải cần tìm hiểu. Có nghĩa là lựa chọn con giống quan trọng, và quan trọng nhất vẫn là mình lựa chọn một người thầy song hành cùng với mình, đúng không ạ? Rồi cháu. Dạ. Vậy thì chú Hiếu ơi, khi mà chú cung cấp con giống cho bà con thì không biết là trang trại chú có những cái hỗ trợ, có những cái chính sách gì để giúp đỡ bà con chăn nuôi phát triển con giò này không ạ? Điều đầu tiên đấy, chú cũng xin chia sẻ cháu này, kể cả cháu vậy cũng như chú ngày xưa cũng như bà con bây giờ đấy, là những người mới mình bắt tay vào tìm hiểu chăn nuôi con giò này, thì cũng như chú vừa chia sẻ là mình phải đến trang trại trực tiếp mắt thấy tay sờ con giống, thì trang trại chú sẽ hỗ trợ cho bà con là chia sẻ toàn bộ về cho bà con nắm bắt được về cái kỹ thuật làm chuồng trại, cái thứ hai nữa là về kỹ thuật chăm sóc con giống và tập tính con giống này nó ăn cái gì đấy, và ăn bao nhiêu là đủ, ăn thế nào là thừa, phải không cháu? Và bên trang trại chú sẽ có đội ngũ kỹ thuật luôn luôn đồng hành với bà con trong quá trình chăn nuôi. Tại sao mà chú lại nói là trang trại chú là phải có người chăn nuôi với bà con? Đấy, chính vì bà con chăn nuôi có những con thực phẩm bán ra thì trang trại chú sẽ ký kết cái hợp đồng bao tiêu lâu dài cho bà con là từ 10 năm đến 15 năm. Đấy, vì bà con chăn nuôi thì bà con được 10 thì trang trại chú cũng được 2, và đặc biệt trang trại chú là sẽ có tất cả các giấy tờ nguồn gốc xuất xứ con giống cũng như hóa đơn chứng từ mã số trang trại cho bà con hợp pháp để về chăn nuôi cháu ạ. Cũng đúng như chú Hiếu vừa chia sẻ, thì đối với những cái con vật nuôi giá trị như thế này, nó không phải là con lợn, con gà có giá vài chục nghìn hoặc là vài trăm nghìn, 1-2 triệu. Chính vì thế nên là bà con mình muốn bắt tay vào chăn nuôi, đặc biệt nó lại là giống vật nuôi rất là mới, nên là không gì bằng là mình sẽ tự mình sẽ trực tiếp đi đến trang trại, trực tiếp học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, cũng như là trực tiếp gặp gỡ chủ trang trại để được chia sẻ, để được hướng dẫn những cái kỹ thuật chăn nuôi cơ bản như thế này, đúng không ạ? Và nếu như bà con nào đang có ý định là tìm hiểu chăn nuôi con giò này thì có thể là liên hệ trực tiếp cho chú Hiếu theo số điện thoại đang được ghim trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại chú có địa chỉ tại ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Cháu cũng thay mặt chương trình và thay mặt bà con cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của chú Hiếu trong chương trình hôm nay ạ. Cảm ơn các cháu. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia ạ.